Hello chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Phúc Thiên Blog của mình nha các bạn. Thì ngày mới xin chúc cho tất cả các bạn có thật là nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình và người thân nha. Thì bây giờ mình tiến hành mình làm cái khúc tay vịn của cái chiếu nghỉ luôn nè. Đó, lên khung thành phẩm nè. Thì mình sẽ quay vòng cho cô chú anh chị và các bạn xem nha. Đó thì mình đứng gần đường nên xe cộ qua lại nó có hơi ồn, mong cô chú anh chị và các bạn xem thông cảm. Thì ở video phần 1 á, em đã hướng dẫn các bạn cách lấy cái kia nè, đi đo và lấy kia về để làm cái tay vịn cầu thang sắt mỹ thuật nè. Thì ở đây lên cái khung tay vịn xong rồi nè, ở trong đây chỉ còn đen mấy cái hoa văn vô nữa là xong. Thì cái hình thức lên cái tay vịn thì em đã nói ở phần 1 rồi, phần này em sẽ nói sơ qua và sẽ đen sắt mỹ thuật vô như thế nào để thành phẩm một cái tay vịn sắt mỹ thuật để cho cô chú anh chị xem tham khảo cái mẫu này nha. Đó, rồi khi mà đi lắp đặt thì em sẽ quay một vòng nữa. Đó, thì đây là cái tay vịn ngay chỗ cái chỗ chiếu nghỉ nè. Đó, còn đây là đi xuống cái bậc thang nè, đi ở dưới đi lên nè. Ở trên em sử dụng là ống 49 để làm tay vịn nha. Đó, lát nữa em làm thành phẩm thì em sẽ quay một vòng nữa để cô chú anh chị xem tham khảo cái mẫu này. Đó, thì cái chiếu nghỉ này sau khi mình lên xong thì mình lo kia lại vòng nữa để cho nó vuông, để cho nó vuông gốc, nó không có đầu cao đầu thấp. Đó, rồi sau đó sẽ cầm góc lại và đem em sẽ cầm góc lại cho nó chuẩn, đâu đó là em sẽ đen hoa văn ở trong. Rồi lát nữa thành phẩm cái khung sắt mỹ thuật tay vịn sắt mỹ thuật này em sẽ quay vòng nữa cho cô chú anh chị xem tham khảo nha. Thì đây là cái tay vịn cầu thang sắt mỹ thuật mình mới làm xong nha. Đó thì mình đang phôi sắt mỹ thuật vô với lại nè hàng lá với bông rồi vô thành phẩm đó nè. Thì quay một vòng cho cô chú anh chị và các bạn xem cái mẫu này. Đó, thì còn sơn với lại đi lắp đặt nữa. Ở dưới đây thì em sẽ làm cái trụ bằng vuông mờ nè. Đó, để hàng vô trong đây. Đó, sau khi mình đi sơn rồi xong thành phẩm cái là em đi gắn đi tới chỗ gắn thì em sẽ làm một cái video nữa quay cái hình thức gắn với lại là sẽ nói sơ về cái hình thức mà đi đo và về nhà làm. Đó, tại vì em có làm video rồi nhưng mà sợ các bạn chưa hiểu, thì ví dụ như có chỗ nào chưa hiểu thì khi mà đi lắp đặt thì sẽ diễn giải thêm một lần nữa để cho các bạn nó xem. Đó, còn đây là cái thành phẩm cái mẫu tay vịn cầu thang sắt mỹ thuật thì em quay một vòng cho cô chú anh chị nào có nhu cầu mà muốn làm tay vịn cầu thang sắt mỹ thuật á. Đó, thì xem cái mẫu này nếu mà ưng ý thì đặt cho bên em nha. Thì số điện thoại em sẽ để dưới phần mô tả. Thì em chuyên về kính nhôm sắt inox sắt mỹ thuật, bán luôn phụ tiện hoa lá sắt mỹ thuật luôn, nói chung lúc nào em cũng có sẵn hết nên là số lượng bao nhiêu cũng có, ship về tận nơi luôn cho cô chú anh chị gia công. Còn nếu như chú anh chị và các bạn không gia công được thì đặt số đo, đưa số đo cho mình rồi mình sẽ gia công và mình về tận nơi mình lắp đặt luôn. Thì cái trong cái tay vịn cầu thang này là em sử dụng là toàn bộ là vuông 3 đi khung, rồi tay vịn thì đi là ống 49, ở trong là đang phôi là vuông 2, toàn bộ là vuông 2. Đó, với lại là có hàng hoa lá vô cho nó tạo ra những cái điểm nhấn cho nó đẹp. Thì em đứng gần đường nó xe cộ lại nó hơi ồn, mong cô chú anh chị và các bạn xem thông cảm nha. Đó, thì cái tay vịn này là chiều dài nó lên là cũng gần 6 m. Đó, 5 m mấy, còn 6 m. Bây giờ chỉ còn sơn nữa. Thì ở đây sẽ có hai cái hình thức sơn. Sơn một là em sẽ sơn hai thành phần, còn không nữa là em sẽ đi sơn tĩnh điện. Đó, thì nói chung khi mà mình đi làm thì sẽ tư vấn cho chủ nhà, ví dụ nhà ta muốn sơn tĩnh điện thì mình sơn tĩnh điện, còn ví dụ như muốn sơn loại hai thành phần thì mình sơn hai thành phần. Nói chung hai thành phần với lại sơn tĩnh điện thì nó cũng như nhau thôi, nhưng mà cái giá cả nó sẽ khác nhau một chút xíu. Đó, thì mẫu mã thì mình sẽ báo giá đó theo cái yêu cầu của chủ nhà. Đó, khách hàng lắp đặt khách hàng yêu cầu như thế nào thì mình sẽ làm như vậy. Rồi, cái mẫu cầu thang này nếu mà các bạn nào mà chưa có biết giá thì hiện tại mình đang làm 1.700.000 mét tới nha. Đó, cứ tính mét tới là nó dài nhiêu thì tính nhiêu, 1.700.000 mét.
Đó, thì ở đây mình có máy uống luôn nên là mình làm thì giá nó sẽ mềm hơn. Còn ví dụ như các bạn làm mua phôi về thì nó sẽ hơi cao hơn tí xíu, thì các bạn nhích lên cỡ 1.8 triệu, 1.9 triệu gì đó tùy các bạn nha. Còn mình thì mình sẽ nhận giá tại vì mình có máy uống với lại là mình sản xuất được. Đó. Thì mình nhận giá nó mềm xíu thì mình làm cho khách hàng nó sẽ ok hơn. Đó, còn ví dụ các bạn nếu mà số lượng nhiều nữa, ở đây thì nó chỉ có gần 6 mét thôi. Còn ví dụ như mà số lượng nó nhiều nữa thì các bạn giảm xuống 100 hoặc là 150 mét nữa để cho khách hàng người ta đặt cho các bạn nha. Rồi mình xin kết thúc video đây nha. Hẹn lại cô chú và các bạn ở video tiếp theo. Nếu cô chú anh chị và các bạn cảm thấy video hay và ý nghĩa thì nhớ để lại cho em một like, một đăng ký kênh. Em có động lực ra thật là nhiều video mới và hay hơn để cho cô chú anh chị và các bạn xem nha. Rồi video tiếp theo em sẽ đi sơn thành phẩm như thế nào và sẽ đi gắn như hoàn thiện như thế nào, em sẽ quay một cái clip nữa để cho cô chú anh chị xem tham khảo mẫu này khi mà sơn hoàn thiện nó sẽ như thế nào nha.